Hôm nay tôi giới thiệu các bạn về hai cây dao mèo. Thật ra tôi cũng không muốn làm bài so sánh đâu, nhưng mà đưa lên để các bạn có lựa chọn, thêm lựa chọn. Nhất là cây dao mèo thuần, đúng là thuần mèo, thuần của người Mông làm nên cây dao này được chú Gia, là một thợ rèn người Mông lâu năm, chú làm từ đầu đến cuối. Từ rèn lưỡi dao đến cán dao đến vỏ dao này. Đấy. Hình như cái dây lanh này thì là chú có người nào tết cho chú, nhưng mà nói chung là chú cũng có thể làm từ đầu đến cuối. Đấy là cây dao thứ nhất. Và cây dao thứ hai thì là lưỡi cũng của chú Ria làm, cái này chắc các bạn biết rồi. Và vỏ và cán đấy được mốt lại bởi maker Hưng Lê ở trong Nam này. Thì hai cây dao này về về kích cỡ thì nó tương đương như nhau nhé, gần như xem nhau. Để tôi đo thử xem nào. Đây, 15 đấy, khoảng khoảng 20 phân, độ dài của lưỡi khoảng 20 phân, độ dài của lưỡi 20 phân. Cây này độ dày 7 phân, à 7 ly, quên mất, phân thì nhiều quá, ly. Cây này độ dày 5 ly. Cái này nó mỏng và nhẹ hơn. Thì tôi cân, các bạn cân thử, xem thử. Cây mốt lại thì 277 gram, chưa vỏ này. Cây nguyên bản của chú Diên này 319 gram, đấy còn nặng hơn chút do chắc do cái lưỡi nó dày hơn. Cái phiên bản này chú làm cái lưỡi dày hơn. Thì tôi có đôi điều nhận xét như này về công năng. Thì cái với một con dao mèo như của chú Gia làm ấy, thì nó vừa đủ đủ để dùng rồi, không cầu kỳ. Nếu mà không cầu kỳ về hình thức thì nếu mà để gì để dùng ấy, đi rừng đi làm việc ấy, thì cái này đủ dùng rồi, rất chắc chắn. Cán này bằng gỗ su này, gỗ này là cái gỗ mà người Mông đã dùng để làm dao bao đời nay rồi, càng dùng nó càng lên nước. Đấy. Tôi cũng chưa được trải nghiệm lắm nhưng tôi nghĩ là người ta đã dùng nhiều rồi thì chắc là sẽ bền. Đấy, thau khâu bằng đồng thau này. Đấy. Cái này như chú tán từ một cái tơ cắt tút vỏ đạn ra đấy, nên nó nguyên khối không có mối vết hàn. Và keo của lưỡi với cả cán thì là dùng cánh kiến nhé. Đấy. Người ta, cái nguyên liệu mà hay dùng để làm vernis đánh gỗ hoặc đấy thì cái này cũng thể là dùng để làm keo để gắn lưỡi và cán. Cái keo này cũng là một loại keo tự nhiên, hàng người ta dùng hàng trăm năm nay rồi. Thì đấy là mèo của chú Gia. Đây là cái vỏ này. Đấy. Vỏ như cũng bằng gỗ su thì phải. Cũng được gia cố bởi tết dây, cái này dây mây. Đấy. Có mỗi một điều duy nhất là chắc là cái vỏ này chú ấy làm có thể nó đang bị ấy thì nó không khóa được lưỡi này. Đấy, thế thôi. Còn về công năng ấy, thì như tôi đánh giá thì cây dao này nếu mà để đi rừng thì chắc cũng rất rất bền. Nếu mà biết giữ gìn thì chắc là có thể một cái đời người một đời dao cũng thể cũng hỏng hỏng, nếu mà trừ phi dùng quá nhiều thôi. Đấy. Đấy thì tại sao tôi so hai cây này với nhau? Thật ra là nó cũng hơi khập khiễng.
Tại vì cái cây này nếu mà nói về giá thành để ra được con dao như thế này ấy, là nó bằng 4 lần cái con dao như của chú Gia làm. Đấy. Tại vì cái này nó lại liên quan đến chế tác nữa rồi. Đấy, bạn sẽ thấy kể cả cái lưỡi cũng được mài lại cho nó đường nét nó sắc sảo hơn này. Đấy. Cán bạn ấy cũng làm lại này. Bằng gỗ. Gỗ này gỗ cóc và đan mây rất là tỉ mỉ này. Đấy, tôi thích cái cách bạn ấy đan mây này. Và cái bao dao nhé, bao dao đây là một cái bao dao đủ tiêu chuẩn của một con dao này, nhà giữ dao rất chắc này. Đấy, cái này thoải mái không thể nào rơi ra được trừ vì bạn muốn lấy con dao ra. Đấy, ấn vào đây khóa phát, muốn lấy con dao thì đẩy như này nó mới ra được. Đấy. Đấy, thứ hai là có lỗ thông ấy này, lỗ thông nước ra này. Đấy. Dao này thì tất nhiên là nó làm theo đúng tiêu chuẩn rồi nên là lấy ra lấy vào thì không thể nào tổn hại được đến đến bao dao rồi. Đấy, mình lấy ra lấy vào đúng kiểu không bao giờ hỏng. Và dây đeo cũng là dây dây lanh như vậy. Đấy, bạn ấy cũng có hơn cái dây của chú Ria này là bạn ấy chuốt thêm wax dao ấy, nghĩa là sáp dao làm nó mềm lắm. Đấy. Nó mềm nên nó thích hơn cái dây này nhiều. Cái này nó vẫn cứng. Đấy. Nghĩa là những cái ti ti thế thôi nó làm lên một cái con dao hoàn thiện. Cái vền này cũng là bằng vỏ gỗ mận này, tôi cũng rất thích. Thật ra nó như nhau. Đấy. Nhưng mà cái cách bạn ấy, nếu mà bạn ấy làm tôi biết bạn sẽ test cái đường mây ở đây nó sẽ khác nhau này. Đấy. Ngay kể cả sợi mây nó cũng khác nhau. Đấy. Rồi cái bao dao nó cũng sẽ gọn gàng, gàng hơn nhiều này. Đấy. Cái của chú Ria thì nó dày hơn. Dày hơn. Có thể chú làm theo phong cách như này nó dày hơn. Dày hơn thì tất nhiên là nó sẽ nặng hơn rồi. Đấy. Nó dao dày hơn. Nó dao của chú Gia thì trong trường hợp này tôi đánh giá là nó không đạt tiêu chuẩn. Nên là không có lỗ thoát nước này. Kín lắm. Và đấy, nghĩa là không giữ được con dao, mặc dù là nó rất chắc chắn nhé. Bao này rất rất chắc chắn. Đấy. Nhưng mà nó có hai cái điểm đấy là tôi trừ điểm chứ không đánh giá cao. Nhưng đấy về mà gọi là giá trị của nó trong tầm giá thì tôi nghĩ là đây là một con da, đây là một sự lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Còn nếu mà bạn kỹ tính muốn có một con dao vừa để chơi vừa để đi rừng gọn nhẹ thì đây là một lựa chọn của bạn nếu bạn sẵn sàng chi thêm một chút. Đấy. Đây để tôi cân lại xem là so sánh nốt. À. Đấy, con này là cả bộ bao, bao cả dao là nửa ký ấy, 502 gram. Đấy, con này 400 gram. Tất nhiên là nếu mà bạn đi ít thì không quan tâm nhiều, nhưng nếu mà đi cả ngày trong rừng thì 100 gram cũng là một cái để bạn nên cân nhắc. Mỗi đồ 100 gram nhỏ đi thôi là bạn đã tiết kiệm được rất nhiều khối lượng mang theo rồi. Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong một clip khác.